Xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay thì buổi sáng mình có đi ra ngoài lấy hai cái này, một cái thì của vợ mình và một cái này á, là của thằng nhóc nhỏ. Mới này sáng này thôi thì mình khi mình lấy về thì mình đưa cho vợ mình, nó có một cái bao bì ở ngoài rồi, mình không có tháo ra. Nó có một cái bao bì như vậy nhưng mà mình không có xé thì mình đợi vợ mình đi làm về, mình để cho vợ mình tự xé ra. Khi mà tự xé ra thì mình thấy cái nét mặt của vợ mình rất là phấn khởi cũng như là rất là hồi hộp để thấy được cái passport này. Thì bất chợt mình nhìn thấy cái cảm giác là rất là vui sướng khi thấy cầm cái passport này trong tay, và với cái tên của mình cũng như là cái hình ảnh của mình xác nhận đây chính là của mình, đây chính là của mình. Thằng nhỏ thì nó không có biết gì rồi, nó cầm lên nó xem hình của nó rồi nó không có biết cái gì cả, nhưng mà người quan trọng đó chính là vợ của mình, vợ của mình biết. Chính vì mình thấy được cái điều này, mình nhìn được cái cảm xúc này thì mình mới có video clip ngày hôm nay. Các bạn biết là một con người có rất nhiều cái cảm xúc khác nhau. Hầu hết chúng ta từ trước tới nay, từ khi chúng ta nhận biết thế giới này cho tới ngày hôm nay hiện tại, thì một con người đã trải qua rất nhiều cái cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, sung sướng có, bất mãn có. Tất cả mọi cảm xúc, mình tin chắc là các bạn ai cũng đã trải qua những cảm xúc này. Nhưng mà cái cảm xúc sung sướng nhất đó chính là cảm xúc gì? Cái cảm xúc sung sướng nhất, quan trọng nhất đó chính là gì? Mình biết các bạn đang suy nghĩ trong đầu là cảm xúc sung sướng nhất là gì, nhưng mà đó là một khía cạnh khác, nó không có nằm trong cái ý nghĩa của video clip này. Tuy rằng các bạn nghĩ rằng đó là một cái cảm xúc sung sướng nhất, nhưng nó không phải do sự ao ước, mong muốn, hy vọng để có được nó. Khi mà một cái cảm xúc sung sướng nhất, khi các bạn có một ý nghĩ xuất phát từ ý nghĩ, xuất phát từ tư tưởng về sự suy nghĩ về một cái điều gì đó mà các bạn hằng ao ước, các bạn hằng muốn có nó và các bạn đang trông chờ nó. Khi cái vật đó, cái điều đó, sự kiện đó nó tới và xảy ra với chính bạn, thì lúc đó các bạn sẽ có một cái cảm xúc rất là sung sướng và hạnh phúc với cái điều đó. Nhưng một cảm xúc tùy theo từng người đón nhận những tính cách khác nhau. Không phải ai cũng đều có một cái cảm xúc sung sướng giống như nhau, hoặc là một cái cảm xúc mà dâng trào hạnh phúc giống như nhau. Ai cũng có một cái cảm xúc khác nhau cả. Mình có một cái ví dụ như thế này. Một người ăn xin
đi tới một cái căn nhà đó, căn nhà đó đang rằm tháng 7 sẽ cho một phát mỗi người một con gà. Thì người ăn xin này đi tới xếp hàng. Sau lưng người ăn xin này có một người ăn xin nữa. Thì cái người đó cũng đứng xếp hàng đằng sau. Cái người đằng trước quay lại nói với người đằng sau: bữa nay phát một con gà bự béo bóng lưỡng, đã quá, từ nào đến giờ ao ước thèm ăn một con gà, nhưng bây giờ mới được ăn mấy năm rồi, từ nhỏ đến lớn không bao giờ được ăn một con gà, mà bây giờ được người ta cho một con gà ao ước thèm thèm nhỏ dãi, thèm quá trời thèm luôn. Đó là một cái cảm xúc hằng mong ước có một con gà, hằng ao ước ăn một con gà. Giờ hôm nay cái sự ao ước đó đang ở trước mắt và chuẩn bị tới với mình. Nhưng cũng một sự kiện đó, cũng một sự việc đó mà người đằng sau có một cái cảm xúc khác nhau. Người đằng sau thì mới thấy cái người ăn xin đằng trước đang trường hiện thèm ma chảy nước miếng luôn, thèm. Nói, có gì đâu mà thèm dữ vậy, con gà thôi mà, có cái gì đâu, đói quá thì phải ăn thôi chứ nó cũng có cái gì đâu mà ngon lành. Nhưng mà cái người đằng sau á nói như vậy với cái người đằng trước, nhưng cái người đằng trước lại không nghe thấy điều đó, bởi vì còn đang thèm quá, đang dậy, cho nên không có chú tâm nghe cái người đằng sau nói. Và lý do tại sao cái người đằng sau nói như vậy và cái cảm xúc của người đằng sau khác với người đằng trước, lý do tại sao? Lý do là cái người đằng sau tuy là ăn mày nhưng trước đây là một cô gái nhà giàu, con có người nhà giàu, nhưng do hoàn cảnh, do thời thế thay đổi, tán gia bại sản, cho nên vợ chồng ly dị, con thì cụ bơ cụ bức phải đi ăn xin. Nhưng mà trước đây cái người đằng sau lại là một tiểu thư, cho nên cảm xúc tùy theo mỗi người có một cái cảm nhận khác nhau. Từ khi cái chương trình visa nông nghiệp nó bắt đầu hơn một năm nay, từ cái thời điểm ban đầu cho tới cái thời điểm khung sườn pháp lý, cho tới cái, trước cái cuộc bầu cử, là những cái điều kiện tuyển dụng, và tới cái thời điểm là tuyển không giới hạn độ tuổi, sau đó là Việt Nam ký kết bản ghi nhớ. Trong cái quá trình một năm trước đây đã có rất nhiều cảm xúc. Việt Nam có một cái câu mà mình đặt trong cái tựa đề ngày hôm nay: cung bậc cảm xúc, có những cái lúc thăng và có những cái lúc trầm. Cho nên là các bạn có những cái cảm xúc đưa từ trầm cho đến thăng, từ thăng rồi lại tụt xuống trầm, có rất nhiều cái cảm xúc đón nhận những cái thông tin về cái chương trình visa nông nghiệp này. Mình chỉ nói một cái khía cạnh về cái chương trình visa nông nghiệp thôi. Ở ngoài cuộc sống chúng ta thì có rất nhiều những cái cảm xúc khác nhau, nhưng chỉ duy nhất về một cái chương trình visa nông nghiệp là các bạn đã đón nhận rất nhiều cái cảm xúc về những cái thông tin của cái chương trình visa nông nghiệp này rồi. Và bây giờ là tiếp tục, sau khi Đảng Lao động lên nắm quyền thì sự hụt hẫng tột độ về cái cảm xúc, về sự hy vọng về cái chương trình visa nông nghiệp làm cho các bạn bị hụt hẫng và tụt xuống, bị tụt xuống. Cho nên các bạn cảm thấy rất là chán nản. Nhưng rồi từ những cái gì thấp nhất và các bạn lại dâng trào lên khi biết được những cái thông tin do bà Bộ trưởng Ngoại giao tới Việt Nam, và sau đó là Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam đi tới Úc, và sau đó là có cuộc trò chuyện giữa hai thủ tướng của hai quốc gia.
Đó là những cảm xúc dâng trào dành cho tất cả các bạn. Những cái gì mà mình ao ước, mong đợi, mong chờ, nhưng khi mà nó tới với mình thì mình cảm giác rất là hạnh phúc. Còn những cái gì mà mình không mong đợi, không mong chờ, khi nó tới với mình thì mình sẽ cảm thấy rất là đau khổ, rất là buồn rầu, rất là chán nản. Bởi vì những cái điều đó nó tới với mình do sự không mong muốn. Ngược lại, so với những cái gì mong ước, mong đợi, mong chờ, thì đó là những cái cảm giác, cảm xúc hạnh phúc. Trước đây thì khi còn ở Việt Nam, mình có chia sẻ các bạn là mình thấy cô mình đi từ nước ngoài đi về, mình nhìn được cái cảm xúc là rất là vui, phấn khởi. Nhưng khi cô mình đi từ ở Việt Nam một thời gian rồi đi về lại Úc, mình có một cái cảm giác, cảm xúc muốn ao ước giống như người cô mình. Mặc dù thấy cô mình chán nản quá, mệt mỏi quá. Bởi vì sao? Bởi vì phải đi về nước, đi ra nước ngoài, về cái quốc gia của mình, về Úc, để mà tiếp tục làm. Lúc đó mình nhìn được cái cảm giác mệt mỏi quá, chán nản quá, tại vì phải đi về làm việc tiếp, cày tiếp để có tiền tiếp. Mình nói trời ơi, có cái gì đâu, đây là sự ao ước, đây là sự mong đợi, đây là sự mong chờ của chính bản thân mình, của chính bản thân mình. Mình muốn cái điều đó, có cái gì đâu mà cảm giác đâu mà chán nản như vậy. Đổi, nó có hai cái cảm xúc khác nhau so với cảm nhận của hai người. Cùng một sự việc, nhưng hai người có sự suy nghĩ khác nhau. Một người thì buồn, chán quá đi về, và một người thì ao ước cái điều đó. Nhưng rồi, những cái gì mong đợi, những cái gì mong chờ, lâu quá, không có biết khi nào nó tới, không biết khi nào nó có, mà thực sự có hay không. Nhưng rồi, đùng một cái, nhận được thông tin là đi phỏng vấn. Nhận được thông tin. Nhận được thông tin đi khám sức khỏe. Nhận được thông tin chuẩn bị có visa. Và bắt đầu là book vé máy bay. Từ cái cảm xúc ban đầu, nó đi liên tục có những cái cảm xúc nối theo khi nhận được thông tin là có cuộc phỏng vấn, phấn khởi vô cùng. Và đó cũng chính là sự khởi đầu của cuộc sống mới bắt đầu. Khi mà bước chân từ sân bay đến từ Việt Nam đi tới Úc và bắt đầu một cuộc sống mới, những cảm xúc lạ lẫm, những cảm xúc lo lắng, những cảm xúc vui sướng, và nhất là những cảm xúc buồn rầu, nhớ nhà và lo lắng. Vì sao? Vì khi qua không có tiếp xúc được người Việt nhiều. Thứ hai là ngôn ngữ không có rành. Thứ ba là việc làm chưa có. Rồi không biết là khi nào kiếm được việc làm mới có tiền, chứ ở nhà hoài buồn quá. Chính vì vậy thì cứ lo lắng, buồn rầu. Khi mà lần đầu tiên đi làm và kiếm được những cái đồng tiền đầu tiên, cầm cái đồng tiền đầu tiên trong tay, thì một cái cảm xúc sung sướng dâng trào khi lần đầu tiên kiếm được tiền đô Úc tại đất nước mà mình vừa đặt chân tới. Đó là những cái cảm xúc nó liên tục, nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Và tiếp tục, khi ở đây các bạn đi làm,
Các bạn trải qua những cái cay đắng có, cực khổ có, mệt mỏi có, buồn rầu có, rất nhiều cái quá trình các bạn xảy ra và các bạn cũng phải trải qua. Rồi một ngày nào đó, các bạn được một cái thông tin là các bạn visa của các bạn sẽ được chuyển đổi qua một cái visa định cư và sẽ được thường trú dân. Khi các bạn hay cái tin thì cảm xúc, cảm và sự suy nghĩ của các bạn là mong đợi, mong chờ và những cái gì ao ước được trở thành thường trú dân đang đang thúc nó nằm nó ao ước ở trong người của mình. Và mình biết được là một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành thường trú dân. Sau khi cái visa của các bạn đổi qua là visa định cư và các bạn được thông báo vô thường trú dân và các bạn được cấp một cái thẻ Medicare như thế này, Medicare như thế này, thì cảm giác của các bạn lại một cái cảm xúc dâng trào. Bởi vì khi trở thành thường trú dân thì mình mới được chính phủ Úc cấp cái thẻ Medicare này. Mình không biết là cái điều này nó có đúng hay không ha. Tại vì mình chưa có từng ở Mỹ nhưng mà mình có nghe phong phanh những người bạn họ nói. Nếu mà cái điều này không đúng thì các bạn cứ comment nói cho mình để mình hiểu và biết thêm. Nếu như cái điều này mình chia sẻ các bạn không đúng ha. Ở bên Mỹ thường thì người ta đi qua Mỹ sống định cư, người ta thấy lấy cái thẻ xanh dễ lắm, rất là dễ, dễ lắm. Nhưng mà khi có thẻ xanh rồi đi thi quốc tịch rất là khó đậu. Cho nên là hầu như những người vô tịch Mỹ thì rất là ít, được vô thì rất là ít. Cái điều này thì mình không đúng hay không, giống như một cái phễu đổ gạo vô rất là nhiều, nhận rất là nhiều, nhưng đi xuống thì chỉ có từng hột nhỏ giọt mà thôi. Nó khó, nó tốt lại ở đây và nó xuống rất là ít. Đó là cái phễu. Nhưng còn Úc khác ở Mỹ, ngược lại. Ở Úc thì cái phễu nó ngược lại, cái phễu nó ngược lại, nó úp xuống chứ nó không có trọng trọng cái bự ở trên, cái nhỏ ở dưới. Như Úc thì cái bự ở dưới, cái đầu nhỏ nó nằm ở trên. Bởi vì sao mình nói như vậy? Khi các bạn ở Úc ha, khi các bạn nằm cái phễu ha, cái đường vô rất là nhỏ, cái đường thôi rất là nhỏ. Nhưng đã vô lọt cái đầu rồi á, thì các bạn rất là dễ thông ở dưới này. Rất là dễ thông. Chỉ cần lọt qua cái đầu tiên thôi là dưới này một không gian rộng lớn cho tất cả những hạt nào nó đã lọt qua rồi. Một không gian rất là rộng lớn. Ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa là ở Úc rất khó được PR, có nghĩa thường trú dân. Để vô được thường trú dân, nước Úc xét rất là khó, rất là kỹ. Không phải đơn giản một người nước ngoài định cư tại Úc mà chính phủ Úc sẽ cấp thường trú dân cho người đó đâu. Có nhiều cái yếu tố để quyết định xem nước Úc có cấp thường trú dân cho cái người này không. Bởi vì khi cấp thường trú dân thì sẽ cấp cái thẻ Medicare này. Khi các bạn là thường trú dân rồi, chính phủ Úc có trách nhiệm với các bạn. Trách nhiệm ở đây là gì? Cấp cái thẻ Medicare cho các bạn, an sinh xã hội. Các bạn đi cho các bạn đi học tiếng Anh miễn phí 510 giờ. Còn các bạn đi học không có tốn tiền. Các bạn đi vô bệnh viện khám bác sĩ không có tốn tiền. Và khi một sự việc nó xảy ra thì chính phủ sẽ hỗ trợ trợ cấp cho các bạn nếu như các bạn thu nhập thấp. Mặc dù các bạn chỉ là thường trú nhân thôi, các bạn chưa có quốc tịch, nhưng các bạn vẫn hưởng tất cả mọi cái lợi ích giống như những người có quốc tịch. Chỉ khác có một điểm là những cái người quốc tịch Úc
họ có thể đi bầu cử cho những cái đảng nào mà họ thích. Còn cái người thường trú dân chưa phải là quốc tịch thì không có đi bầu cử được. Và khi cái người mà từ thường trú dân trở thành quốc tịch Úc thì sống một cái bang nào hoặc một cái quận nào, có nghĩa là một cái vùng nào đó, thì những người mình gọi là những người đứng đầu cái quận, cái vùng đó viết thư chào mừng, viết thư welcome, viết thư chúc mừng là mày, cái người đó trở thành cư dân của cái vùng này, viết thư chúc mừng. Và bên cạnh đó là thống đốc bang, có nghĩa là bà trưởng cái bang của mình đó, cũng viết thư để chúc mừng và welcome cái người đó là cư dân của cái bang này, viết thư. Vợ 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 mình mới lấy quốc tịch, mình nhận được ba cái lá thư từ ba nơi khác nhau gửi về, bởi vì chúc mừng là cư dân mới của nước Úc, cư dân mới của cái bang Queensland, cư dân mới của cái vùng này, và là cử tri mới của cái council này, của là cái chung là cái hạt cái quận gì đó. Nên nói vậy các bạn dễ hiểu, nhưng mà người ta chúc mừng bởi vì có những cư dân mới. Khi có những cư dân mới tại những cái vùng của mình có nghĩa là gì? Có nghĩa là một người đóng góp thêm một sức lực cho xã hội. Cho xã hội ở đây là cho cái bang này, cho cái hạt này, cho cái quận này và cho cái huyện này. Một người sẽ đóng góp những cái lợi ích cho xã hội. Mà những cái người nhận được cái lợi ích của người này, đó là những cái khu vùng mà người này ở. Cho nên họ viết cái thư để welcome cái người đó tới cái vùng họ ở. Thì khi mà người Úc có được cái thường trú dân, bởi vì khi xét rất là kỹ, thí dụ 100 người thì xét cho khoảng 10 người hoặc 5 người để được thường trú. Khi vô thường trú rồi thì hưởng rất là nhiều cái quyền lợi. Chính vì vậy tại sao nước Úc là xét tuyển vô thường trú rất là khó. Mà khi đã vô thường trú rồi, đã được thường trú rồi, được cấp cái thẻ này rồi, thì đồng nghĩa là 95% các bạn người đó trở thành người Úc. Chỉ còn có 5% còn lại. 5% còn lại là gì? Đó chính là học tiếng Anh để thi quốc tịch, rồi trở thành một công dân và đi lấy cái passport về, vậy thôi. Đơn giản. Nhưng ngược lại ở nước Mỹ thì lại khác. Cho nên một người ở nước ngoài tới Úc định cư để có được cái này thì phải trải qua cái này. Và cái này là cái khó lấy nhất, khó lấy nhất. Để có cái này thì phải có cái này. Sau khi có được cái này rồi, một cảm xúc dâng trào, khi cảm xúc dâng trào, sung sướng dâng trào thì có nghĩa là đoạn đường đi của các bạn đã được 95%. Và đích tới của các bạn đó chính là trong tay của các bạn cầm được cái này, cầm được cái này, khẳng định đây các bạn là một công dân ở quốc gia này. Khi các bạn xác định được mình là một công dân mới ở nước Úc, một cảm xúc dâng trào, một cảm giác dâng trào sung sướng là mình, những cái gì mà mình ao ước, những cái gì mà mình cố gắng, những cái gì mà mình mong đợi, những cái gì mà mình hằng mơ tới, bây giờ nó ra là sự thật. Và những cái gì để chứng minh nó sự thật hay không thì mình đã cầm nó ở trên tay, đã cầm nó ở trên tay. Những cái gì ao ước. Cho nên á, là khi các bạn có cái này trong tay rồi thì đó là đích đến của tất cả các bạn. Và các bạn sẽ cảm nhận được một điều. Các bạn cảm nhận một điều là đây là quốc gia tuy không sinh mình ra nhưng nó sẽ gắn bó
với mình suốt đời, kể từ bây giờ cho mãi về sau. Cho nên mình làm việc hết sức mình, cống hiến hết sức mình cho đất nước mà mình đang sống. Mình không làm gì tốt nhưng cũng đừng làm gì xấu. Hãy làm những cái gì mà có ích cho xã hội, cho đất nước mà mình, mà họ cưu mang mình, cho đất nước mà mình mong ước để được ở, cho đất nước mà mình đang ở, cho đất nước mà mình mãi mãi muốn ở lại. Tuy rằng đây là một quốc gia không phải sinh mình ra, nhưng đây là một quốc gia đã cưu mang mình. Và những cái gì mà mình làm ra được là cống hiến. Cống hiến ở đây là chúng ta đi làm để đóng thuế, góp phần xây dựng đất nước cho xã hội. Đó là như vậy. Và có những bạn với cái tuổi trẻ, lứa tuổi như mình, tuổi trẻ hơn mình hoặc lớn hơn mình chút đỉnh, hoặc là có những người lớn tuổi hơn, họ đã gắn bó với quốc gia này rồi, sống tại đây rồi, nhà cửa cơ ngơi mọi thứ đầy đủ, thì hầu như không ai muốn trở về Việt Nam sống. Không phải là người ta chê Việt Nam nghèo, không phải. Không phải là người ta chê Việt Nam nóng, không phải. Không phải là người ta chê Việt Nam dơ, không phải. Không phải là người ta chê Việt Nam khí hậu không tốt, không phải. Không phải là người ta chê an sinh xã hội không có, không phải. Cái điều mà hầu như mọi người không về Việt Nam sống, đó chính là không muốn làm lại từ đầu. Không muốn trở lại từ đầu. Mà trở lại từ đầu nơi mà mình đã từng ra đi, thì người ta không có muốn. Ở những người lớn tuổi thì người ta chỉ về 6 tháng, rồi qua bên đây 6 tháng. Bởi vì sống 6 tháng ở Việt Nam thì ok rồi, gần con cháu là ok rồi. Nhưng mà người lớn tuổi các bạn biết là còn bệnh hoạn nữa. Khi bệnh hoạn thì phải về bên đây trị bác sĩ, nó tốt hơn là bên Việt Nam. Và bên đây trị bệnh thì lại không tốn tiền. Nhưng mà Việt Nam thì các bạn biết là vô bệnh viện một lần thì rất là khó khăn. Cho nên về 6 tháng, ở bên đây 6 tháng, điều đó là điều hợp lý nhất mà mình nghĩ những người lớn tuổi họ chọn. Còn những người trẻ tuổi, cỡ như mình, hoặc là lớn hơn mình một chút, hoặc là trẻ hơn mình, thì mình nghĩ là hầu hết họ chỉ muốn về Việt Nam chơi, thăm bà con, anh em, bạn bè thôi. Chứ sự suy nghĩ mà về Việt Nam ở luôn với những lứa tuổi trẻ trẻ thì mình nghĩ hầu như chưa có. Thì đó là sự suy nghĩ của cá nhân mình về điều đó thôi ha. Rồi, thì khi mà các bạn có được những cái gì mà các bạn ao ước rồi, thì cảm xúc mà các bạn cầm những cái gì đó trong tay, cầm những cái ao ước trong tay, cái thời điểm mà các bạn cầm nó, cái thời điểm mà các bạn biết rằng các bạn đang có nó, và cái thời điểm mà các bạn biết rằng bạn đang sở hữu nó, các bạn đang cảm nhận từng giây phút thực tại, thực tế nó đang xảy ra như vậy, một cảm giác rất rất là ngọt ngào, một cảm giác rất rất là sung sướng. Mình thấy được cái điều này trong cái nụ cười, ánh mắt của vợ mình. Chính vì vậy thì mình có một cái video clip này muốn chia sẻ các bạn. Cũng mong rằng một ngày nào đó các bạn cũng sẽ có những cái sự mong ước, ao ước, mong chờ của các bạn. Và những điều đó sẽ sớm tới với các bạn. Để được những cái gì mà các bạn mong ước, các bạn phải trải qua thời gian, thử thách, đau khổ và cố gắng rất nhiều để đi tới mục đích. Khi các bạn có được nó, các bạn sẽ cảm thấy nó rất là giá trị và nó rất là ngọt ngào và cũng là rất là cảm thấy sung sướng tột độ, sung sướng vô cùng.
Rồi, không phải cái sung sướng mà các bạn nghĩ trong đầu khác đâu nha. Đó là một cái sung sướng, nó không có sự ao ước. Nó không có nằm trong cái ý nghĩa của video clip này đâu ha. Ok, rồi, một video clip mà cảm nhận được cái, nhìn thấy cái cảm xúc của vợ mình, cũng muốn chia sẻ các bạn về cái điều này. Mình cũng xin kết thúc video clip này đây ha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lúc sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt. Bye bye. Oh, let me up with a bright smile on now. Door, so won't get lost now.